bất ngờ lộ diện, nam thần mới toanh trong sắc tanh mùa 6 là tác giả của ca khúc Việt Nam ơi, tốt nghiệp đại học Harvard, sở hữu chuỗi rạp Beta Cineplex. Minh Beta, tên thật là Bùi Quang Minh, sinh năm 1983, chủ tịch hội đồng quản trị Beta Group, là cá mập mới trong chương trình sắc tanh Việt Nam mùa 6. Anh cũng chính là người sáng tác bản hit quốc dân Việt Nam ơi. Sở hữu profile ấn tượng từ thời đi học, anh là cựu học sinh chuyên toán tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Úc và tốt nghiệp bằng ưu tú loại 1 tại Sydney năm 2006. Sau đó, anh nhận được học bổng của Mỹ, theo học MBA và tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard danh giá. Với hành trình 9 năm khởi nghiệp, Minh Beta gây dựng nên hệ sinh thái Beta Group, đa ngành gồm tổ hợp các dịch vụ, giải trí, nhà ở và giáo dục. Bắt đầu từ năm 2009, cửa hàng bánh ngọt Doco Donuts đầu tiên ở phố Hàng Bông với số vốn 300 triệu và nhanh chóng thu hồi vốn chỉ sau 3 tháng. Năm 2014, anh thành công với dự án cụm rạp chiếu phim giá rẻ Beta Cineplex bắt đầu từ Thái Nguyên. Từ số vốn 5 tỷ đồng, Beta Cineplex sau 3 năm đã được định giá 600 tỷ đồng. Hiện nay, con số này đã lên đến 1.000 tỷ đồng.